Đến được cảnh giới này sẽ đắc được thần thông của Phật. 7. Tâm bình đẳng, chẳng có cao thấp. Tâm thanh tịnh của Bồ Tát rất bình đẳng, tất cả cũng chẳng phân biệt cao thấp. 8. Nơi các chúng sinh thượng trung hạ, tâm chẳng chướng ngại, như đại địa, lợi ích hết thảy. Bồ Tát đối với chúng sinh, dù là thượng căn lợi trí, hoặc là trung căn phổ trí, hoặc là hạ căn độ trí, ba căn đều bình đẳng, chẳng có tâm chướng ngại, giống như đại địa hay sinh vạn vật, lợi ích bình đẳng. 9. Nếu thấy chúng sinh, cho đến một khi phát tâm Bồ Đề, thì tôn trọng thừa sự như hòa thượng. Nếu thấy được chúng sinh phát tâm Bồ Đề, thì nên tôn kính họ, thừa sự họ, giống như tôn trọng thừa sự hòa thượng. Hòa thượng là người xuất gia tối cao thượng, tối tôn kính. 10. Nơi thọ giới hòa thượng và A Xà Lê, tất cả Bồ Tát, ca thiện tri thức, chỗ pháp sư thường sinh tâm tôn trọng, thừa sự cúng dường. Đối với thọ giới hòa thượng, thầy quy phạm, tất cả Bồ Tát, tất cả thiện tri thức, tất cả pháp sư phải thường đến chỗ của họ để gần gũi tôn trọng thừa sự cúng dường, không được giải đãi, không được ngã mạn, phải báo ơn thầy đồng như ơn cha mẹ. Phật tử, đó là 10 pháp thanh tịnh của Bồ Tát trụ không phóng dật. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, trụ nơi cảnh giới không phóng dật, đắc được 10 pháp thành tịnh. Phật tử, đại Bồ Tát trụ không phóng dật, phát tâm đại tinh tấn, khởi chánh niệm, sinh dục lạc thủ thắng, tu hành chẳng thôi nghỉ, nơi tất cả pháp tâm chẳng chỗ nương tựa, nơi pháp thâm sâu siêng năng tu tập, nhập vào môn vô chánh sẽ tăng thêm tâm rộng lớn. Phật pháp vô biên hay tùy thuận biết rõ, khiến các Như Lai thảy đều hoan hỷ. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát thường chẳng phóng dật, phát tâm đại tinh tấn, chỉ hướng về trước, chẳng lùi về sau, thường khởi chánh niệm, chẳng sinh tà niệm, thường sinh dục lạc thủ thắng, tức là cầu đạo Bồ Đề, viên mãn quả giác, thường tu hành chẳng thôi nghỉ, đối với tất cả Phật pháp từng chẳng chấp trước, đối với tất cả pháp môn bát nhã siêng năng tu tập mà chẳng giải đãi, hay nhập vào muôn vô chánh, chẳng tranh luận với người, có tu dưỡng nhẫn nại, hay tăng thêm tâm Bồ Đề rộng lớn. Phật pháp vô biên, Bồ Tát hay tùy thuận đạo lý của Phật pháp để nghiên cứu, thấu rõ tất cả lý luận, hay khiến cho tất cả chư Phật đều sinh hoan hỷ mà đến khen ngợi. Phật tử, đại Bồ Tát lại có 10 pháp hay khiến cho tất cả chư Phật đều hoan hỷ. Những gì là 10? Một là tinh tấn chẳng thối lùi, hai là chẳng thích thân mạng, ba là nơi các lợi dưỡng chẳng có mong cầu, bốn là biết tất cả pháp đều như hư không, năm là khéo hay quán sát khắp vào pháp giới, sáu là biết các pháp ấn tâm chẳng ỷ lại chấp trước, bảy là thường phát nguyện lớn, tám là thành tựu thanh tịnh nhẫn trí quang minh, chín là quán pháp lành của mình tâm chẳng tăng giảm, mười là nương môn Bồ Tát tu các tịnh hạnh. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát lại có 10 pháp hay cảm động đến 10 phương chư Phật mà hoan hỷ khen ngợi. Những gì là 10 pháp? Tức là một, tinh tấn chẳng thối lùi. Bồ Tát tu hành thì ngày đêm sáu thời luôn tinh tấn, vĩnh viễn chẳng thối lùi. Hai, chẳng tiếc thân mạng, vì pháp quên mình, đây là tinh thần của Bồ Tát. Ba, nơi các lợi dưỡng chẳng có mong cầu. Bồ Tát đối với bốn thứ cúng dường, thức ăn uống, quần áo, chăn mền, thuốc thang, tất cả đồ đạc dưỡng thân thể chẳng mong cầu, tùy duyên ứng cúng, chẳng khởi tâm phân biệt. 4. Biết tất cả pháp đều như hư không. Bồ Tát minh bạch tất cả pháp đều do nhân duyên mà sinh, do nhân duyên mà diệt, tất cả đều không, như hư không, chẳng có thể thật tại, cho nên chẳng chấp trước cái ta, chẳng chấp trước pháp, do đó ta và pháp đều không. 5. Khéo hay quan sát khắp vào pháp giới. Bồ Tát khéo hay quan sát tất cả pháp, khắp vào pháp giới tất cả môn. 6. Biết các pháp ấn, tâm chẳng ỷ lại chấp trước. Bồ Tát biết pháp dùng tâm, ấn tâm. Tuy nhiên biết các pháp ấn, ấn chứng pháp này là thật, song tâm chẳng ỷ lại pháp ấn, chẳng chấp trước pháp ấn. 7. Thường phát nguyện lớn. Bồ Tát thường phát đại trí đại hạnh, đại nguyện đại bi. Do đó, đại trí văn thù Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, đại nguyện địa tạng Bồ Tát, đại bi quán thế âm Bồ Tát. Bốn vị đại Bồ Tát này đại biểu cho bốn đại hạnh nguyện, do đó người tu hành đều phải phát đại nguyện, nguyện tức là pháp tuyền, muốn từ bờ sinh tử bên này, qua dòng phiền não và đạt đến bờ niết bàn bên kia. Phải ngồi thuyền pháp lớn đi qua biển sinh tử mới bình an đạt đến cảnh Phật,
Tu hành chẳng phát nguyện cũng giống như cây nở hoa mà chẳng kết trái, chẳng ích gì. 8. Thành tựu thanh tịnh, nhẫn trí quang minh. Phải thành tựu tâm thanh tịnh, tu hành pháp môn nhẫn nhục, tức là nhẫn đói, nhẫn khát, chịu lạnh, chịu nóng, chịu gió, chịu mưa, tóm lại tất cả đều phải nhẫn chịu. Do đó hay nhẫn thì an, nhẫn được thì có trí huệ thì có quang minh. 9. Quán pháp lành của mình, tâm chẳng tăng giảm. Phải quán sát pháp lành của mình tu, nơi tâm chẳng tăng giảm. Nơi tâm chẳng tăng chẳng giảm, đối với pháp lành hoặc pháp ác, tâm đều chẳng chấp trước, cũng chẳng tăng giảm. 10. Nương môn vô tác tu các tịnh hạnh, nương tựa môn vô tác để tu tất cả hạnh thanh tịnh. Gì là môn vô tác? Tức là cảnh giới làm mà chẳng làm, chẳng làm mà làm. Tóm lại bất cứ tu hạnh môn nào, đừng chấp trước hạnh môn đó, chẳng chấp trước thì tự tại. Đây nghĩa là đạo lý tu mà không tu, không tu mà tu, chẳng phải tạo tác, một chút miễn cưỡng, đều chẳng tồn tại, hoàn toàn đều tự nhiên. Tu hành tức là tu hành, đừng có tư tưởng này, tại sao tôi phải tu hành, gì cũng chẳng làm tức là tu hành. Không nghĩ cầu gì mà tu hành thì chẳng có sở cầu, cũng chẳng cần khai ngộ, cũng chẳng cầu chứng quả tức là tu hành. Đây tức là tu hành vô cầu. Phải vì vô cầu mà tu hành, phải vì vô tác mà tu hành, phải vì vô tham mà tu hành. Chẳng phải nói tôi tu hành vì thành Phật, nếu có tư tưởng như thế thì là có tác. Vô tác tức là nói tôi phải tu hành, gì tôi cũng chẳng cầu. Do đó đến chỗ vô cầu sẽ hết lo, đến được chỗ chẳng cầu gì nữa thì chẳng còn lo lắng gì cả. Tại sao lại có sự lo lắng? Vì còn có sự mong cầu, vì chẳng biết đủ. Nếu đầy đủ thì còn cầu gì nữa? Ví như muốn tu Bồ Tát Đạo, lúc chưa hành Bồ Tát Đạo thì cảm thấy muốn hành Bồ Tát Đạo, đã hành Bồ Tát Đạo thì càng gọi là môn vô tác. Trách nhiệm của Phật giáo đồ chúng ta là giáo hóa chúng sinh, lợi ích chúng sinh, bảo hộ chúng sinh. Trách nhiệm của chúng ta là giảng kinh thuyết pháp. Trách nhiệm của chúng ta là nghe kinh, nghe pháp. Vì chúng ta chẳng minh bạch đạo lý Phật pháp cho nên phải đến nghe kinh. Chẳng màng minh bạch hay chẳng minh bạch đều đến nghe kinh. Đây là nghe pháp vô tác. Nghe kinh phải tự nhiên, chẳng có tham cầu. Minh bạch tôi cũng nghe kinh, chẳng minh bạch tôi cũng nghe kinh. Đây tức là vô tác, chẳng miễn cưỡng, rất tự nhiên. Phải tu hành tất cả hạnh môn thanh tịnh. Phật tử đó là Bồ Tát trụ mười pháp, hay khiến cho tất cả Như Lai đều hoan hỷ. Đệ tử của Phật đó là mười pháp trụ của Bồ Tát, khiến cho mười phương chư Phật sinh tâm đại hoan hỷ mà đến khen ngợi. Lành thay thiện nam tử, ông thật là Phật tử. Phật tử lại có mười pháp, hay khiến cho tất cả chư Phật hoan hỷ. Những gì là mười? Đó là an trụ không phóng dật, an trụ vô sinh nhẫn, an trụ đại từ, an trụ đại bi, an trụ đầy đủ các bà la mật, an trụ các hạnh, an trụ đại nguyện, an trụ phương tiện khéo léo, an trụ sức dũng mãnh, an trụ trí huệ, quán tất cả pháp, đều chẳng có chỗ trụ như hư không. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề lại có mười pháp thanh tịnh, có thể khiến cho mười phương chư Phật sinh tâm hoan hỷ. Những gì là mười pháp? Tức là một, an trụ chẳng phóng dật, tức là an trụ ở vô sinh pháp nhẫn. 2. Gì gọi là vô sinh pháp nhẫn? Tức là chẳng thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt, nhẫn nơi tâm. 3. An trụ đại từ, từ hay ban sự an vui cho tất cả chúng sinh, do đó vô duyên đại từ. 4. An trụ đại bi, hay cứu khổ tất cả chúng sinh, do đó đồng thể đại bi. 5. An trụ đầy đủ các ba la mật, tu lục độ hoặc thập độ đều đầy đủ chẳng thiếu. 6. An trụ các hạnh, Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh đều thành tựu. 7. An trụ đại nguyện, Bồ Tát giữ gìn đại nguyện của mình đã phát. 8. An trụ phương tiện khéo léo, tức là pháp môn phương tiện khéo léo. 9. An trụ sức dũng mãnh, tức là sức dũng mãnh tinh tấn. 10. An trụ trí huệ, an trụ ở trong tất cả trí huệ, quan sát tất cả pháp, chẳng dính mắc nơi các pháp, như hư không chẳng chỗ có. Phật tử, nếu các Bồ Tát trụ mười pháp này thì khiến cho tất cả chư Phật đều hoan hỷ. Đệ tử của Phật, nếu tất cả Bồ Tát an trụ vào mười pháp này thì khiến cho mười phương chư Phật đều sinh đại hoan hỷ, đến khen ngợi, đến quán đảnh, trở thành pháp vương tử. Phật tử có mười pháp khiến cho các Bồ Tát sớm nhập vào các địa vị,
Những gì là 10? Một là khéo léo, viên mãn, phước trí hai hạnh. Hai là hay đại trang nghiêm đạo ba la mật. Ba là trí huệ sáng suốt thông đạt, chẳng tùy theo lời của người khác. Bốn là thừa sự bạn lành, luôn không bỏ lìa. Năm là thượng hành tinh tấn, chẳng có giải đãi. Sáu là khéo an trụ nơi thần lực của Như Lai. Bảy là tu các căn lành, chẳng sinh tâm nhảm mỏi. Tám là thâm tâm lợi trí, dùng pháp đại thừa để tự trang nghiêm. Chín là nơi pháp môn các địa, tâm chẳng chỗ trụ. Mười là căn lành phương tiện, đồng một thể tánh với ba đời chư Phật. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật, lại có 10 pháp, có thể khiến cho Bồ Tát sớm